Đầu á thì là đi lên thăm con, ảnh về ảnh có kêu là em ơi ở ghé gì nè mua hai cái bánh bao em ơi, vô nhà nghỉ ngồi nói chuyện chơi một chút. Tôi bảo không không anh kỳ quá à, là mới chở về nhà. Thì sau khi cái ổng ghẹo chọc ghiếc á, thì nói sự thật ra là buổi đầu có đi nhà nghỉ một lần, thấy Trời không? đất quỷ thần hay má ơi là má. Rồi cái đầu là về về nhà ổng thương ghiếc, cái đầu là vợ ảnh mới về quê thì ảnh có qua phòng là thượng thảo với là con cái đổ mặt ra biết hết Rồi nó. bé luôn. À Vậy là lần đầu tiên ấy là ông dụ chị. Ông nói là em ơi, mua hai bánh bao. đi vô nhà Vô nhà nghỉ tâm sự. Làm gì có ai vô nhà nghỉ mà mua bánh bao về tâm sự, có tại hai sao? cái bánh bao cái trao lại có nói gì trời ơi nghĩ sao mà không dám ăn, nghĩ sao mà mua có hai cái bánh bao mà gửi vô nhà nghỉ, Trời. nói vậy nha. Cái tôi mới nói gì trời ơi trời, cái ổng nói gì nè, được hai cái bánh bao là quý, có người Trời. khác là không được, Là ngon lắm em mà. có giá lắm mới được hai cái bánh Vậy bao ngon là trời đất đó, quý thần này, ổng ngon nói mà. vậy đó. Rồi Chị có thể chị giới thiệu cho em cũng như cho các cô chú chị biết được chị họ chào, tên là gì? họ tên là Nguyễn Thị Bích, Chị Nguyễn Thị Bích à? Nguyễn Thị Bích Chị Bích nhiêu tuổi rồi? năm sinh 1967, Rồi chị nguyên quán ở đâu? quê quán ở Phú Tân, là ở Phú Tân An Giang. Rồi Phú Tân An Giang. Ra đây là làm công ty, làm ở chợ Sông Mây ấp Phú Sơn vậy đó là Rồi Sông Mây ấp Phú Sơn đúng không? Chị cho em hỏi này, chị đang sinh sống ở ấp Sông Mây thì xã Phú Sơn đúng không, tỉnh Đồng Nai? tỉnh Đồng Nai Rồi ở chỗ cổng Việt Giai, chợ Việt Giai, cổng Việt Giai. rồi hôm nay chị về đây nhờ anh em ở chính Bình Dương ghi hình mà đăng tin tìm ai đây chị? Tìm chồng không phải là chồng nhưng là có là quen ảnh, là trong khi gia đình ảnh là vợ con đều biết hết. Rồi sau khi ảnh có đớp một chiếc xe là một cọng dây chuyền, đợt trước ảnh đã về quê rồi ảnh mới nghỉ công ty là ảnh trốn đi dứ là một năm ảnh trở lên ảnh năn nỉ quá trời, ảnh nói là từ đây sắp lên anh sẽ hứa là anh làm từ đầu, chết sống là cũng chết trong mình với em, nên là ảnh năn nỉ quá nên là tuổi anh lớn không vô công ty được nữa, là hồi đó làm chung thì ảnh mới nói là thôi bây giờ khổ, mới mua cho ảnh một chiếc xe, ảnh đi làm bảo vệ. Rồi ảnh mới là nói là bằng về thì nó thẳng ra thì lương được có 5 triệu rưỡi thôi, một tháng á, đưa lại cho ảnh là ảnh đưa 3 triệu rưỡi mà nhưng một ngày chi lại cho ảnh 100 ngàn, rồi tiền cá mắm gạo thóc là mua cho ảnh là riêng, có thể một tháng bù cho ảnh thêm là cả 2 triệu nha. Nên là mình nghĩ là sống tình nghĩa là nghĩ là để hủ hỷ tuổi già rồi không nghĩ gì nữa, là ngày đó đó là sống lên đây sống được 15 tháng ảnh mới bảo là em ơi không có chiếc xe đi làm, mới là mua một chiếc xe cho ảnh là giá xe gút 13 triệu 500. Rồi chị à, lần này một xíu bình tĩnh cùng Dung nhá, bình tĩnh từ từ Dung đó. Rồi chị kẹp cái giò này đó. Rồi chị bình tĩnh, chị cứ bình tĩnh, chị hồi hộp quá. Rồi chị có thể chia sẻ tiếp cái câu chuyện đi. Rồi có mua cho ảnh một chiếc xe 13 triệu 500 là ảnh nói là từ đây lên anh sẽ làm lại từ đầu để đưa lo cho em là hủ hỷ tuổi già. Rồi bắt đầu sau khi lại có mình có làm lương công ty nên là thấy vậy, ảnh thấy là vậy mới mua cho ảnh 12 triệu đi mua hai chỉ vàng 24 là để cho ông đeo đi năn nỉ ổng, nói thôi đi mình hủ hỷ tuổi già thôi từ đây sắp lên mình nghĩ đâu nghĩ ổng là vậy nữa. Rồi mới hổm á, mới đi đám cưới là cỡ 2-3 tháng trước gì đó, mới đi đám cưới bắt đầu thấy vậy mới đi ra giấu con rút tiền mua cho ảnh cọng dây chuyền vàng 18 6 chỉ 20 mấy triệu, nên là đưa cho ảnh đeo về lấy lợ, ảnh nói là lấy lợ mắc cỡ để cho ảnh đeo nên là thấy vậy mới để cho ảnh đeo luôn. Rồi á ảnh mới mua đợt đầu mới lên mua cho ảnh một cái điện thoại 5 triệu gửi, ảnh đi làm bảo vệ nói là bị người ta giật. Rồi về á, là nói em ơi mua lại cho anh một cái điện thoại đi, thì em không biết là hiệu gì nên là có ra đứng ra mua cho anh một cái điện thoại 7 triệu bạc nữa. Thì mới cách đây là mới có 4 tháng nay là bây giờ là bắt đầu ảnh nói ngày đó ảnh nói là em ơi anh đi đám, rồi là bắt đầu là ngày chiều 30 là anh đi đám, rồi là ảnh lặn mất tiêu luôn, nên là điện thoại tới ngày á, là 31 là còn dẫn điện được nên là nhắn tin qua với âm lợi là kêu anh ở đâu, nếu anh không ấy thì anh quay trở về đem đồ trả đeo xô cộ vàng vòng trả gì cho tôi điện thoại, nếu mà anh á nếu mà đem quay về á thì có thể tôi thương tôi tội nghiệp là anh trả anh đưa cục quẹt xe lại cho tôi, rồi anh không có xe đi làm bảo vệ thì tôi vẫn đưa xe cho anh chạy phải không, với một cái điện thoại nếu tôi vui á, thì tôi để cho anh xài còn bằng không là tôi lấy là hết tiền của tôi. Rồi là nhắn tin qua như vậy ảnh mới mở là tin nhắn ra là bắt đầu là ảnh chặn luôn, Chặn luôn. làm công ty năm nay 11 năm rồi, Trời đất quỷ thần là tội dữ vậy. làm mình tay mình mình vẫn còn vàng hả? Vàng chứ, cái này mấy chỉ đấy chị? Cái to á.
nhưng mà còn vàng ha. Ôi vàng trời, bình tĩnh nha em mười mấy năm rồi. Cái cộng cái này có ai lấy chưa, có ai đòi hỏi lấy chưa? Ông này là chiếc xòe tay đó, để hậu thân, xòe tay hậu thân gì, xòe tay đó, xòe tay đó. À trời ơi, dùi đục chấm mắm tôm, xòe tay đó, dùi đục mà chấm mắm cái. Bao nhiêu để trai ăn hết rồi, trời đất ơi. Ê, vàng ơi là vàng, méo rồi, dốc ra tiệm nắm cho tròn đi, nhưng mà cất đi giấu đi nhá. Nhưng mà móng tay sao lại bị hư hết rồi? Tại vì làm trong công ty á, nó bị thuốc á. Thuốc gì nữa đây? Làm trong công ty á là chăn nuôi á. Chăn nuôi hả? Rồi bây giờ rồi, ok chị nhá. Em chủ yếu là em cầm tay chị, em kiểm tra cho mà chị hiện nay chị có bình thường không? Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Nhưng mà thấy nhịp tim của chị đập hiện nay là cũng rất mạnh. Đà. Chị huyết áp cao không? Không, hồi đó giờ vô công ty là hôm nay huyết áp cao đấy. 11 năm, gần 11 Tết này nữa là 11 năm. Rồi. Mà nhưng là sự thật là không bệnh hoạn gì hết. Rồi, nhưng là mấy bữa nay là tức không ngủ được. Là... Rồi, xin phép chị này nhé. Hôm nay chị về đây nhờ anh em hiệp chức Dương ghi hình và đăng tải, truyền tải cái thông tin lên tất cả trang mạng xã hội để chia sẻ cho các cô chú anh chị, đúng không ạ? Yeah. Để biết được cái câu chuyện của chị, cái sự tình của chị. Chị cho em hỏi này, năm nay chị nhiêu tuổi rồi? Năm nay là tuổi đẻ thì năm sinh 1969, đúng không? Mà trong giấy chứng minh á thì năm sinh 1967, tại vì là hồi đó đời đó không kiểu như là đẻ ra không có làm hộ khẩu. Chứ tuổi thật là năm sinh 1969. Ok chị. Chị được mấy người con rồi? Được hai đứa. Trai gái chị? Hai thằng trai không à. Con trai chị lấy vợ chưa? Có vợ hết, thằng nhỏ. Còn thằng lớn chưa. Nhưng là từ ngày mà ở với ông này á. Rồi em chưa hỏi là ở với ông này. À. Chị cho em biết này, tại sao mà chị quen cái người đàn ông này? Hồi đó là làm lên đó là làm công ty ở gần, làm chung công ty. Rồi trong 8 tỉnh đúng không? Trong chung làm chung luôn. Người đàn ông tên gì? Tên là Trần Văn Hùng. Trần Văn Hùng. Năm nay nhiêu tuổi chị? Năm nay là 1963. 1963. Đây là phi công già rồi. 963 là phi công già. Năm nay U60 phi công già. Gọi 60 đổ lên là phi công già. Mà dưới 60 là phi công trẻ. Đúng không? Rồi bây giờ chị cho em hỏi này. Người ta quen chị nên lúc bây giờ hai người có tìm hiểu nhau lâu không? Nói thẳng ra là tìm hiểu lâu lắm. Ngày xưa ổng thương nên đằng này không chịu. Đồng ý, ảnh mới trả lời là một câu. Nếu mà thằng lớn em nó không có chấp nhận chịu ổng, tại vì ổng đã có vợ. Thằng lớn nó mới nói gì? Nếu con không chấp nhận, nếu là như vậy á thì là con á là không là con đòi quánh ổng. Nên là con nó nói vậy, nhưng lần này á có lỡ đâm tình cảm rồi có thương ổng thì dằn xếp con im, nên là con nó không nói chuyện với ổng luôn. Mà nhưng là ổng có trả lời một câu, nếu em ở với anh á thì con em có quánh anh chết anh cũng là vẫn ở với em. Trời đất quỷ thần à. Rồi nói vậy mà nhưng là con nó cũng vẫn im du để cho ở. Nó rồi quá. Một đợt trước á là ổng có là lấy một chiếc xe. Rồi từ xe, một chiếc xe. Không, bình tĩnh. Hít sâu. Thở ra, thở từ từ đó. Ba lần nhé. Bình tĩnh chưa? Rồi. Ok chị nhé. Chị quen ông khoảng bao nhiêu thời gian? Quen ổng thời gian trước á, thì cũng ổng thương là cũng khoảng là gần 7-8 tháng. Là quen ở là gặp nhau. Gặp nhau á là 7-8 tháng. Trong công ty là 7-8 tháng. Ai là người lên tiếng nói yêu thương? Ổng. Ông nói trước đúng không? Ổng nói trước rồi nên là ông qua Trần, mét ông, vợ ổng. Ông Trần Văn Hùng, 2 mét. Tôi qua ổng, ổng qua nhà ổng ghẹo chọc. Nên là ổng qua nhà ghẹo. Vậy ông còn thở? Là lúc đó là còn vợ, không trời thương. Ơi. Không thương nên là mới qua ghét vợ, quét vợ ổng. Mấy ông? Mét luôn. Qua mét nói là chồng bà cứ đi qua nhà tôi, cứ ghẹo chọc tôi hoài. Ghẹo tôi, dụ tôi. Nên là tôi không chịu. Rồi sau khi á, ổng mới lấy số điện á, ổng mới điện hoài nhờ mua này mua nọ, ổng mới điện hoài. Mình mua luôn. Điện hoài không, cái đầu cái nhiều khi ổng mới nói này nói nọ trong điện thoại hoài. Sau khi lâu lắm, thời gian cũng 7-8 tháng, nói thẳng là vậy, chưa có liên hệ với ảnh. Mà vợ ảnh á thì ghen quá nên là mới nhắn tin cho cái thằng con gái của ảnh, nhắn tin cho thằng con trai lớn bảo là mẹ anh như vậy.
nên là ổng là lúc đó là ổng quá thương nên là giận quá, bả mới ghen, bả mới làm sùm lên đổ bể con biết, đúng không? Sau khi có giận có trả lời với chị một câu: tôi không lấy chồng bà mày, nên là trong khi bây giờ bà nói như vậy từ đây lên tôi lấy luôn đó. Là tức quá có nói như vậy. Trước cái chị nói là tôi chưa từng lấy chồng bà, là chưa từng làm thịt, đúng không? Mà bà nói như vậy tôi ức chế là tôi lấy bà luôn, cướp chồng luôn. Là cái đợt trước rồi, rồi sau đó bây giờ này hiện nay là điện thoại ông gọi không ai gọi vậy, gì nữa ông gọi phải không? Không biết ai á. Nghe đi alo, không biết ai tắt máy à. Rồi đến bây giờ này, khi chị quen mà đến khi mà biết là ông dụ chị, là chị tìm hiểu ra là biết ông đang có vợ, nhưng đến giờ phút này ông bỏ vợ chưa? Là rồi bà bây giờ bỏ vợ chưa? Bây giờ là không biết, mà nhưng là ổng cứ bỏ đi linh tinh. Rồi bả cũng có điện là từ đây sắp lên, phải không? Thì chị em mình là cũng vẫn là vui, đúng không? Không nói gì hết. Nên là bây giờ tự... Xài chung ha. Nói vậy đó, hòa bình đầu tiên thì cũng có ghen, mà sau khi chị em cũng đứng thượng thảo, nói tao thấy là mày cũng lo cho ổng như vậy, thì thôi giờ con cái nó cũng nói gì, thôi giờ ba ở, dì Bích cũng có lo cho ba, thì thôi bây giờ tụi con không có nói, đúng không? Thì nghĩ là cái lòng tin thiệt của ổng, của ảnh là anh nói là từ đấy lên á, anh có chết là chết với em, chứ anh không về. Vợ anh hổn lắm, vợ anh hồ đồ lắm, anh không ở với em. Này, quen 7 tháng, hai người tán tỉnh cò cưa, đò đưa, lướt chảy thì thuyền trôi, đúng không? Đến lúc bây giờ là anh có dụ chị đi nhà nghỉ khách sạn gì không? Có không? Đợt trước á, đợt đầu á, thì là đi lên thăm con, ảnh về, ảnh có kêu là em ơi, ghé gì nè, mua hai cái bánh bao, em ơi vô nhà nghỉ ngồi nói chuyện chơi một chút. Tôi bảo không, anh kỳ quá à, là mới chở về nhà. Thì sau khi cái ổng ghẹo chọc ghiết á, thì nói sự thật ra là buổi đầu có đi nhà nghỉ một lần. Trời đất quỷ thần hay má hay là má. Rồi cái đầu là về nhà ổng thương ghiết, cái đầu là vợ ảnh mới về quê. Thì ảnh có qua phòng là thượng thảo với là con cái đổ mặt ra biết hết. Rồi, bẻ luôn. Vậy là lần đầu tiên ấy là ông dụ chị, ông nói là em ơi, ngoài bánh bao đi vô nhà nghỉ tâm sự. Làm gì có ai vô nhà nghỉ mà mua anh bao về tâm sự? Có hai sao? Cái bánh bao cái trao lại có nói gì. Trời ơi, nghĩ sao mà không dám ăn, nghĩ sao mà mua có hai cái bánh bao mà gửi vô nhà nghỉ. Nói vậy nha, cái tôi mới nói gì, trời ơi trời, cái ông nói gì nè, được hai cái bánh bao là quý, có người trời khác là không được. Em có giá lắm mà được hai cái bánh bao ngon là trời đất quý thần, ngon. Ông nói vậy đó, rồi làm đợt trước một cái lúc mà mình nghe mình có sướng, chị nghe có sướng không, thấy chưa, vui không? Không, lúc đó không thương ảnh. Thế khi nào mình vô? Là luôn. Thời gian là cỡ khoảng mấy tháng gì đó. Mấy tháng là hôm nào là bắt đầu quyết định vô là mấy tháng, là mấy tháng cũng không vô nhà nghỉ. Ông dụ liên tục không? Ổng cứ nói hoài trong điện thoại. Rồi là nhà thì phòng ở thì có một mình, không có con, phải không? Thì sau khi á, là không vô nhà nghỉ, ảnh mới là qua phòng ảnh nói này nói nọ quá. Lâu lắm là mới có ngã tình cảm với ảnh, nói thẳng là vậy. Rồi đổ bể ra. Đến lúc mà mình chấp nhận là yêu luôn. Chấp nhận là yêu. Mình vô nhà nghỉ là nhà nghỉ ở đâu? Ở Biên Hòa hả? Ở dưới mà chẳng bờ ấp Sông Mây. Ấp Sông Mây Trồng Bom đó. Rồi. Thế hôm nay là vào nhà nghỉ lâu không chị? Đi vô nhà nghỉ thì có khoảng chừng một tiếng mấy là về rồi. Trời. Về sáng đi làm. Trời đất ơi, má ơi, má vô nhà nghỉ tâm sự suốt đêm suốt ngày, tâm sự gì tiếng mấy? Tại vì về đi làm. Tiếng mấy ăn ổi bao mất lửa tiếng rồi, làm ăn mè gì nữa. Thua luôn rồi. Thế là vô hôm nay làm ông ấy có khỏe mạnh không? Chị thấy thì sức sống là cái đó là mấy năm trước á nha. Ừ, nó khỏe mạnh không? Thì nhau. Bình thường khỏe. Mạnh không? Hôm nay mình làm mấy điếu? Thì mấy, nói thẳng ra là mấy lần? Hôm nay mình làm mấy lần? Có một lần à. Thật không? Thật rồi. Thì có một lần à, tại vì mình làm cực khổ lắm, không có nghỉ ngày nào, nên không là sức giả mình yếu mà ổng là mạnh. Yếu? Ông thấy ông không đòi hỏi gì à? Ổng đòi hỏi mà, nhưng là sự thật là mình không chịu. Vậy tại đó. Vì là yếu mặn mệt quá, cực khổ. Vậy là chị ôm chặt lại. Là nói ngọt với ổng, nói là nói này nói nọ thôi đi. Chị làm sao? Mình sống với nhau á, nếu cảm thấy thương á thì mình hữu hỷ tuổi già. Ông á thì cũng là lớn tuổi rồi, thì thôi bây giờ mình sống hữu hỷ chứ đâu phải là một lâu dài, chứ đâu phải là một ngày một bữa. Đó thì cũng nói với ổng. Rồi á là đợt nói thẳng ra là cái đường sau này á không biết. Người thì là kể ổng cũng như là dạng ổng uống thuốc này nọ là. Ôi, vợ ổng, vợ ổng kể là ổng uống thuốc này nọ nên ổng đòi hỏi, nên là sự vậy, thật là màn cực khổ quá. Nhưng là ổng mới mạnh không? Chị thấy có đúng mà có đúng tác dụng của chất khác không? Mạnh bằng thanh niên không? Nói thẳng ra là không biết ông làm gì mà có mà thể mạnh. Là mạnh hơn nữa. Trời đất quỷ thần ơi, chị nói thật không đấy? Nói thiệt, nhưng là mình thì làm cực khổ quá. Thế không hôm, nghĩ hôm nay chị thấy làm sao, hạnh phúc không?
nó thẳng ra là thiếu không, tình cảm à? Không, nếu ông đã đi lần về ông năn nỉ quá. Không, nhưng mà đang nói hôm đó kìa, hôm đó có hạnh phúc không? Buổi đầu thì cũng có hạnh phúc, vui vẻ không? Vui. À, hôm đấy cười húi á, à, như tưởng vớ được vàng. À, rồi đợt sau này thì nó thẳng ra là ai ngờ gặp đúng quỷ sứ luôn rồi. À, đợt sau này lên là 15 tháng, nói thẳng không ra như là... này, 15 tháng thì em đang hỏi chị nè, thế sao chị biết ông xài thuốc? Tại vì á, thôi bây giờ là có khóc với vợ ổng, nói thì chị không cũng... chị mình đang yêu vợ, yêu chồng người ta khóc. Không, bà cũng là đồng lòng, bà cũng điện là nói là cũng như mày ơi, mẹ có biết đâu, ổng dùng thuốc không đó. Trời đất. Là vợ ổng có kể vậy đó. À, là dùng thuốc không à. Rồi nó nói hỏi chị á, mình nghĩ gì thôi, bây giờ mình nghĩ ổng á, ổng than, ổng chửi chị á là dùng đồ ăn nói chuyện không ra gì. À, đừng nghe lời con đó. Thì ổng nói với rồi cái tôi làm gần cảnh đừng bà. Rồi cái này này, không còn cái chuyện này là dài. Thế là hôm nay đi về là đường ai về, ông đi bằng xe gì ông chở chị? Hay chị chở ông ấy? Ông chở, không biết chị xe. À, chị không biết chị xe? Không. Thế hôm nhà nghỉ ai trả tiền? À, ông trả. Ông trả hết nhiêu chị? 100.000. Trăm trời là lâu rồi mấy năm trước á. Rẻ dữ vậy. À, rồi đợt sau này là nó thẳng là thương ra độ mặt là về nhà, về phòng. Là không có vô nhà nghỉ nữa? Không. Vô có một lần một? Vô có một lần. À, thế về nhà nghỉ chị ở, ăn ở luôn? Là buổi đầu á là đã trốn bả. Ừ, là ông trốn bả. Ờ, trốn bả. Về nhà nghỉ à, về nhà trọ mấy chị. Ờ. Ngủ đó luôn, ăn ở luôn, chị nấu cơm luôn. Rồi à, không có ăn cơm thì đầu buổi đầu thì về nhà bà vợ ổng nha. Ồ. Rồi sau khi là vợ ổng làm dữ lắm, ổng nói là ổng đầu mặt bây giờ là ổng chấp nhận thương, mày không chịu á thì mày làm gì làm. Nên là bả mới thấy vậy là bả mới cương quyết là bả mới là về quê là sau khi bả cũng có điện tới lui chị em bình thường. Rồi được. Cho em hỏi này. Vậy là về nhà chị, ông sống với chị là ông đối xử với chị có đúng một người vợ không? Đúng. À, nói là lúc nào vui vẻ, nói là anh rất thương em. Ừ. À, từ đây á, tuổi đời á, già quản lợi là anh vẫn là mãi mãi bên em. Ừ. Con em mà có đánh anh chết anh cũng là vẫn ở với em. Ôi trời ơi. Nói vậy đó. Má ơi là má. Thế bây giờ này, trong cái thời gian ông sống với chị đến giờ phút này đúc kết là tổng cộng khoảng bao nhiêu thời gian? Đợt trước á, là gần 2 năm. Rồi đợt sau là bao nhiêu? Đợt sau là 15 tháng. Rồi. Thế là vậy là tổng cộng là hơn 3 năm. Yeah. Hơn 3 năm vừa qua thì tại sao mà ông đang sống đợt trước là gần 2 năm, đợt sau này sau ông đi là ông quay lại là sao? Ông đi đâu vậy? Là nói thẳng ra là điện thì nghĩ là ổng vì vợ ổng. Mà sau khi đổ bể ra bây giờ thì điện vợ ảnh thì bảo là ổng về dưới được có 16 ngày. Thế ông đi đâu? Là ổng đi nữa mà đi nhưng mà rồi? Đằng này không biết. Đi đâu vậy? Vợ ổng kể là ổng đi làm đâu nữa. Hay là ông lại quen người phụ nữ khác? Không biết, cái đó không biết. Ờ, đến giờ phút này chị... Giờ thấy... nay là đợt này là bả mới kể nghe là đến sự giờ... thật mới biết. Đến giờ là chị còn yêu không? Bây giờ là nó thẳng ra là thương á, thì hậu mới hỏi lên đợt này á, phải không? Này là... Nghe đi. Số giờ ổng. Vợ ổng, nghe đi. À. Nghe chị ơi. Dạ chưa, bây giờ chị có nói chuyện với anh ấy không? Nè. Má chỉ không tiền giờ tôi điện lại. Ừ, điện lại. Là này là vợ ổng là kêu phải lên đây là phải bắt cái ổng ra. Tại vì bà cũng thương thấy mày mặn cực khổ quá lo cho ổng. À, là vợ ổng. Hai bà kết hợp đồng thi. Ờ. À, là kêu mày đăng lên đi là con gái ổng cũng bảo nói là đi, nói đi. Là bảo là vì Bích quá cực khổ rồi giờ cứ làm gì rồi làm. Rồi đến giờ phút này chị ông dụ chị mấy lần? Là lên đợt trước là một lần một chiếc xe cũng như chuyền, phải không? Rồi năn nỉ quá bỏ qua rồi. Rồi một đợt này. Đợt này là lên đợt đầu năn nỉ. Rồi đang nói chuyện cứ để máy đi nha. Chị nói chuyện đi. Rồi nghe nè nghe chơi. Rồi đang ngồi với anh hiệp sĩ nè, đang ngồi để lên nha. À rồi bây giờ thì Úc, chị cứ để máy đi. Rồi bây giờ là nó thẳng ra là chị thấy cực khổ quá. Chị nói bây giờ mày làm gì làm với con ảnh. Có nói là bây giờ là nhục nhã quá rồi. Cha làm gì là nhục nhã quá. Thì thôi bây giờ cái sự bực tức của dì Bích cứ làm gì làm. Còn chị thì cứ nói bây giờ mày cứ đăng lên đây để ổng làm tiêu hết. Chị cho mọi này, lần đầu tiên là ông dụ chị cái gì? Đầu tiên vô ở thì không dụ nha. Rồi thấy là... Nhớ ông làm công việc gì? Làm công ty bên chăn nuôi. Một tháng mấy triệu? Lâu đó là làm tháng cũng 7-8 triệu. À, thế ông có đưa tiền cho chị không? Đầu tiên làm thì đưa mà sau khi mua chiếc ẹt là kỳ đó mua một lần chiếc ẹt, phải không? Nhiều tiền? Là kỳ đó mua chiếc ẹt 3 mấy triệu. Ông mua? Là hai người không tiền mua. Sao hai già người lãnh lương mua. Sao già đi mua ẹt chi?
ông mua là cũng không có nghĩ ông đòi nhưng mà già là 60 mà lúc đó mới năm mấy à, lúc đó là cái đợt trước á mấy năm rồi là thì là có khoảng là gì dưới là ông đi có khoảng năm mấy ông mới đóng lên nữa đó là đại khoảng, là đại là mới 3 năm nay đúng không, cỡ ba năm nay U57 58 rồi còn ẹt gì nữa mà ẹt. Mà ông đòi, ông ra tiệm mua ông đòi vậy phải không, cái tôi nói cái này là của con trai chạy, ông mới bảo là như kiểu như ông ham rồi. Bây giờ này lần đầu tiên cái chiếc ẹt, lần thứ hai là cái gì nữa? Rồi cái đầu cái cũng thấy ổng bằng, cũng bằng thừa tiền đưa chung phải không, mới mua cho ổng một cọng dây chuyền. Dây chuyền mấy chỉ? Cọng dây chuyền hồi lúc đó là 5 chỉ mấy, chưa tới 6 chỉ. Rồi là nghĩ là lúc đó ổng cũng sống chung với mình, là tính ra cái đồng tiền của ổng làm mà từ ngày tới ngày ổng đã ra đi á phải không, thì bây giờ là nó thẳng cũng còn lậm tiền tôi mà, nhưng là coi như là nói với anh là coi như đó lắp đó đi, là cũng như ổng làm lúc đó đó. Rồi lên cái đợt này á là nói thẳng ra là anh ở không làm 2 tháng trời không làm được, đằng này tôi mới giấu con lo cho ăn nên là khóc lóc dữ lắm, là nói là từ đây đến anh không xa em, thì nên là không có tiền mà không có chiếc xe, mà lên tới là nó thẳng ra là không có tiền cho mình luôn, là mới thấy vậy mới là đi mướn phòng cho ông ở, mướn phòng riêng cho ông ở, là để tại vì con nó không chấp nhận thằng lớn á nghe, con chị nó cản từ đầu tới cuối. Sao chị vẫn cắm vào cắm cổ vào? Rồi bắt đầu ông năn nỉ quá, năn nỉ khóc lóc quá à, từ ông đây khóc luôn, khóc hụ hụ luôn, năn nỉ là khóc lóc quá, nhìn chị ngon quá mà ông chả khóc. Rồi bắt đầu cái năn nỉ khóc lóc quá đi, là thấy vậy mình nó thẳng ra là tôi nói với anh tôi chẳng có ăn dọn xe xuôi gì hết, cứ lâm lầu là đi làm. Chồng chết hầu đó mới có 24 tuổi đầu thôi, nên là sống trên thiếu tình thương mẹ, nên là sự thật là nhẹ dạ, năn nỉ quá thì cứ nghĩ gì nào ổng thiệt tình, ổng mới lên đợt này mình nghĩ là sống hữu hỷ tuổi già. Thì bà cũng đều biết, con cái ổng cũng đều biết. Rồi mới kêu là không chứ em á, bây giờ làm gì, tôi nói giờ ông không vô công ty nổi nữa, bây giờ không ai nhận ông đâu. Nói giờ thôi em mua cho anh chiếc xe, anh đi làm bảo vệ. Rồi làm bảo vệ thì mới mua cho ông chiếc xe, xe good qua tay 13 triệu 500 nha. Trong khi mua chiếc xe là lúc đó còn đang dặn nên mới đem giấy chứng minh. Thế còn chiếc xe đầu đâu, ẹt đó rồi. Là lúc đó là ông lấy là cái thằng con, nó nói là ba cho con mượn, ổng là ổng kể, thấy không? Là nó chạy luôn rồi cái đợt đầu là mất cũng luôn. Là cũng tên tuổi tôi đứng tên. Là mất luôn. Rồi sao? Là mất luôn. Bắt luôn. Rồi. Rồi sau khi á là ổng mới nói làm gì? Thôi em ơi bây giờ là bên chị hai đủ nói gì thôi, ổng đã ở với mình, suy nghĩ là ổng ở với mình là cũng năm mấy 2 năm nay, thì thấy vậy thôi giờ ổng cũng làm thôi, vậy là gỡ cục quẹt gì dưới cho con luôn, cho con ổng luôn rồi cà vẹt. Gỡ là thầu nó mua thì giấy chứng minh mình đứng tên đó. Rồi thấy vậy là thôi mình suy nghĩ là thôi bây giờ này em, bây giờ nói chuyện vòng vo tam quốc này đó, đến giờ phút này là chị mất tổng chị giá thành tiền bao nhiêu tiền rồi mấy ông? Đợt này không là tất cả là gần 60 triệu. Trời ơi. Cộng dây chuyền 20 mấy triệu với một chiếc nhẫn. Là nhẫn nữa, nhẫn nào nữa? Chiếc nhẫn 24 2 chỉ là đưa cho ổng Tết á, là hầu Tết này á nghe, Tết vừa qua là thấy ổng vậy mới lãnh tiền lương mới đưa cho ổng, là thấy ổng là kiểu vậy thôi kệ đi sắm cho ổng ham. Trời mới mua ơi. Cho ổng 12 triệu mua chiếc nhẫn 2 chỉ là ổng mới đem về. Sắm cho người tình chi má rồi má. Rồi về á nó nào nó ngay sắm rồi về á. Là bắt đầu cái kêu ổng đeo đi thì thôi không nói, rồi bắt đầu lấy lợi ổng nói gì nè thôi để cho anh đeo đi, thì nó ngay là từ Tết tới giờ thì vẫn ở tới giờ, thì mình cũng nghĩ là lấy lợi tin tưởng rồi sao nữa. Rồi là nữa? Mới có mấy tháng nay đi luôn không, chưa đi. Rồi mới có mấy tháng nay là mới là mua chiếc nhẫn rồi xong, rồi mới mua cho ảnh một cái điện thoại, là không có điện thoại lại mua điện thoại gì nữa, mua cái điện thoại trước á là 5 triệu mấy, 5 triệu mấy là ảnh đi làm bảo vệ. Rồi mới mua chiếc điện thoại xong rồi mới mua luôn một chiếc xe 10 qua tay là 13 triệu 500, là dặn ảnh không cho ảnh đem giấy căn cước ra, nên là tôi dặn quá ra đem giấy chứng minh căn cước của tôi ra là đứng tên nha, là sang cho tôi, là tại vì ổng có một lần đi rồi nên là mới cầm giấy là ghi là căn cước là mua là tên tuổi của mình. Đó là lần đầu tiên chị không tin tưởng rồi. Đầu tiên là cũng dặn là đem giấy của mình, mà sau khi là ổng đưa con là tôi dặn có nói một câu gì, nếu mà tôi đem ra công an tôi trình gì dưới là sẽ bắt ông cha con ông tậu lừa đảo tôi. Bây giờ này em hỏi chị này, đến giờ phút này là chị mất cả điện thoại luôn. Điện thoại mấy triệu? Hai điện thoại luôn. Điện thoại trước là 5 triệu mấy. Điện thoại sau mấy triệu? Điện thoại trước 5 triệu mấy. Anh nói là anh đi làm bảo vệ, là người ta đứng vô người ta hỏi là ở đây còn nhận bảo vệ không chú, thì chào mưa ổng nói có hai thằng con trai nó thò tay vô nó chụp cái điện thoại, là mắc một cái điện thoại trước 5 triệu mấy là đó. Rồi mới mua cái điện thoại sau này ổng mới nói em ơi mua cho anh cái điện thoại,
thì mới mua cái điện thoại này là 7 triệu sao là mua, mới có là sao, 4 tháng nay. Sao mua cái cục gạch thì thôi 300 ngàn, 400 ngàn thôi, mua chi 7 triệu chi ấy. Nghĩ là anh đi làm bảo vệ á, để đặng là như để là quẹt, coi. Để anh quẹt quẹt đúng không? Cho đỡ bằng ngủ tại vì thức đêm. Nghĩ quẹt, là vậy. Giờ là quẹt luôn. Giờ quẹt mỏ luôn rồi. Là mới mua cái điện thoại đây là mới có 4 tháng nay thôi. Rồi thế bây giờ anh đi lâu chưa? Mới đi hồi bữa 30. Thế trước khi đi anh có chăm chối gì không? Không. Không nói gì vợ luôn. Chồng vẫn vui vẻ bản bình thường. Chối chiều luôn. Nấu cơm cho anh ăn thấy không? Đêm nay có ấp cái nào không? Nói thẳng ra là mằn mệt quá. Không ấp cái nào? Không, cỡ chừng 6-7 tháng nay. Không ấp? Không, nói thẳng ra là mằn mệt quá 6-7 tháng nay. Là cái thằng con nó nói gì mà không tin. Bây giờ em hỏi chị nè, trước khi đi đến giờ phút này anh đi hôm 30 đúng không? 30 tháng 10 phải không? 30 là mới tháng mới đi tháng 10 tháng này nè. Đúng rồi. Mới nửa tháng nay rồi, chục ngày nữa. Không, mới có 8 ngày nay là mới 8 ngày. Thì hôm nay mùng 9 mùng 10 rồi, chục ngày rồi. Bây giờ nè, trước khi đi á là quay thời gian về trước, đồng hồ quay ngược lại. Là bao nhiêu thời gian mình không có ân ái, không có quan hệ hay là không có tình cảm âu yếm. Đi làm nó thẳng ra là gì? Ảnh bao đi... nhiêu em không hỏi đi làm không, bao nhiêu thời gian? Có khoảng chừng 4 5 tháng nay là liệt vị luôn. Là không, là không có liệt mà nhân gì nè, ảnh đi làm bảo vệ ca đêm phải không? 5 giờ ảnh đi, em còn không... tôi đi làm ca ngày nên là từ cái chỗ vậy chiều là ảnh đi. Không tranh thủ, không mình biết rồi không trình bày nữa má ơi má. Bây giờ là vậy là mình không tranh thủ đúng không? Là... không không được cái nào. Không. Thôi chết. 6-7 tháng nay là nó thẳng ra là vậy là vậy. Cứ đi làm hoành hoạch không nghĩ vậy gì hết. Là ông này ông đạp má chỗ khác rồi má ơi là má. Giờ thằng con á mới nói gì? Ông đạp má chỗ khác rồi. Thằng con mày, nó bảo là gì? Mẹ ơi. Bà không có tiền. Con thấy gì nè, cứ đi làm 5 giờ chiều thì ông về ông đi mà bằng đêm mình nghĩ là vợ chồng sống tuổi hủi tuổi già nhưng rồi không có, nghĩ nữa. Nhưng mà hai vợ chồng 2-4 tiếng là có gặp nhau lần nào không? Cứ sáng ảnh đi làm về có, là anh... em đang hỏi chị có gặp nhau tí nào chút nào không? Gặp nhau mấy phút? Nói thẳng ra là gì, sáng anh đi làm về là 5 giờ mai anh lại gửi là anh về là anh mua đồ ăn cho ăn rồi, rồi là tôi xách cái giỏ đi vô công ty làm rồi. Mấy là giờ chị đi? 5 giờ gửi đi thì 5 giờ gửi anh vừa về anh làm bữa nay anh hỏi ăn gì không thì bảo là mua cho tôi bột bún thì anh mua đem về thì về rồi bắt đầu á nhiều khi giận quá có nói gì. Tôi thấy ông á mấy tháng nay rồi ông không đạp máy, không có mấy tháng nay rồi là ông á tôi ông thấy tôi thấy ông á là tôi điện thoại ông á ông không bao giờ nghe máy. Mà nhưng là tôi nói ông là tôi sống với ông á, tôi nhiều khi tôi tức lắm rồi. Thà là tôi sống cái người mà quánh đập tôi á, mà một lát nó có tình cảm năn nỉ. Còn ông sống gì mà tôi để ý không? Ngày thưa ông thương tôi. Rồi tôi một lần tôi đã tha thứ cho ông rồi. Nhưng là trong khi ông khóc lóc, ông nói tha này gì nữa. Tha thứ gì vụ gì? Ý là một lần trước á, là ông đã đi đó, ông thấy không? Đâu? Ông đâu? Lần trước á, là ông đi về dưới, mình nghĩ ông về vợ đi con ổng. Về vợ con ổng. Cuối cùng? Rồi trở lên thì bắt đầu năn nỉ quá thì ở lại thì gần cái này là 15 tháng nay là từ ngày ở là tới nay ngày đi là 15 tháng. Rồi về sau này tại sao nữa? Rồi ổng vô làm bảo vệ làm thì 5 giờ chiều ổng đi thì 5 giờ chiều mình về nó thẳng là không thấy mặt phải không? Rồi 5 giờ rưỡi sáng á thì chủ tôi đi làm. Chủ nhật. Không, đi làm trong công ty bên chăn nuôi á là không có phân bọc là chủ nhật nghỉ. Như là nghỉ thứ tư phải không? Nghỉ từng là như là ngày thứ mấy gì đó nên là không có. Bây giờ này nè. Em đang hỏi chị trong vòng 5-6 tháng vừa rồi qua hai vợ chồng có gặp nhau không? Ngày ngày vẫn gặp hết. Gặp mà, gặp nhưng mà ông không đòi hỏi gì. Không có liên hệ là như là anh nói là anh em ơi mấy tháng nay là anh bệnh quá thì về cũng là nhưng là cái ngày thứ tư nghỉ từng. Chị cũng tưởng thật. Tưởng thật, nghĩ là sống lâu rồi. Vậy là ông ấy bơm mực chỗ khác rồi. Rồi cái thằng con á nó nói gì nè, mẹ à con nói cho mẹ nghe nè. Hầu ngày hôm qua này á con thấy á chú á chở cái bà đó thấy chưa? là có bị gì là bằng ngày mình đi làm rồi ổng đi làm bằng đêm là tối bằng ngày về sáng rồi ổng nói vậy nè mẹ nói vậy nè con mẹ ơi con đi ra ngoài đường con gặp chú chở cái bà đó rồi về mới điện hỏi ổng tại sao mà xe tôi mua ông chở ai. Ổng kể là chở cái giùm cho cái bà bán vé số trời. Mà cái bà đó là 70+ tuổi rồi. Ôi trời đất ơi má là má 70+ lái 70+ luôn rồi bây giờ là người ta là nói là nhưng là mình cứ đi làm về quần quật bình mệnh không quan tâm tới thì là người ta nói là bà này á với ổng á là cũng có tình cảm mà trong khi bà này 70+ tuổi. Ôi giời 70+ còn cái gì đâu mà lái. Thì cái đó là không biết. Ông 50 lái bà 70. Có thật không? Chị nói chuyện thật không? Thật. Nói sự thật tôi nói sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nói thẳng là vậy. Ai cũng đều nói. Mà nhưng là trong khi nè bà nhưng, nấu mình... cơm cho ông này ăn tôi đi làm á phải không? Vậy là mà. Ở nhà là có chừng 6-7 tháng này... cỡ chừng 4-5 tháng nay là ông bà là nấu cơm cho ông ăn. Bữa đó là mới đi nghe con nói vậy là mới qua là mới hỏi ổng thì bà mới kể gì.
nhiều khi á, ở nhà không có là con Bích ở nhà thì tôi nấu cơm cho ăn là một ngày ông đưa 30 ngàn. Tôi mới bảo là cơm gạo tôi đã lo cho ông hết rồi mà tại sao vậy, còn bà cũng vậy nữa, tại sao bà già rồi mà bà đi nấu cơm cho ông ăn? Thì bà mới nói gì nè, thấy anh Tư, bà kêu bằng anh Tư không à. Ôi trời ơi, thấy bà già 70 mấy tuổi mà nói anh Tư á, thấy anh Tư á làm không nấu, thấy có mình thì thôi vậy tôi nấu cho anh ăn, anh trả ngày 30 ngàn. Mà nhưng là sự thật ra là người ta bảo là ổng với bà có tình cảm với nhau rồi, xong luôn rồi. Thôi bây giờ này, hiện nay là trước khi đi ấy là anh ấy còn căn dặn chị cái gì không? Không, vợ chồng vẫn vui vẻ. Rồi tự nhiên là ảnh nói là chiều đó ảnh nói ảnh đi làm rồi là ảnh đi luôn. Thế là vậy là 5 tháng vừa qua là mình nuôi ăn không vậy, không được đạp mái cái nào? Không, không được thẳng, gì luôn. Chiều thì nó thẳng ra buồn là sáng rồi. Cứ đi về là cứ vợ chồng thì cứ nói thẳng ra dẫn nói chuyện mua một bún để đó. Biết rồi, bún bánh cái gì mà bún nữa má mà bún. Bây giờ chị nói thật không? Thật luôn, nếu tôi nói sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng mà chị tại sao chị không đòi hỏi? Mặn mệt quá à, không nghĩ nghĩ vợ chồng á sau này chị mệt hay ông mệt? Nó thẳng ra là tôi đuối mà nhưng là sau khi ổng có quen với bà đó làm như kiểu như tình cảm á, nhiều khi lâu lâu cái mình nằm ổng thì ổng bảo là gì nè, em ơi chị, bữa nay anh mệt quá à, anh nấu cái mục gì. Chị có mò mẫm mẫm gì không? Không. Nó thẳng ra là nghĩ là sống nghĩ là mình nói vậy nè ông ơi. Thế tôi, bây giờ này hàng tháng ông đưa có đưa tiền cho chị không? Hàng tháng á là như gì, ảnh làm lương 5,5 triệu phải không, là hằng tháng là ảnh đưa là 4,5 triệu phải không, rồi mới đưa lại cho ảnh 1 triệu phải không, 1 triệu một ngày á là đưa lại cho ảnh 100 ngàn là đồ ăn bánh trái, là nó thẳng là mua sẵn cho ổng là cho ổng 100 ngàn là kêu gì nè, 100 ngàn này á anh để hậu hủ để dành đi, là để hậu thăng là sau khi này á tôi làm không nổi nữa thì vợ chồng mình có số vốn để đi buôn bán việc khác. Rồi ổng á là quần quật quần quện lâu lâu cái hỏi lại gì nè, tôi cho ông ăn ngày bao nhiêu, đồ ăn nó gạo thóc cái gì cũng lo các cái cho ông hết rồi, thuốc men từ ông bệnh hoạn chuyện nước bờ biển gì nào nọ tay tôi, mà bây giờ lâu lâu tôi kiểm lại là ông không còn ngàn nào. Đó thì mới nói vậy, ông im ru không trả lời câu rồi, nào hết. Ông bơm mực, ông bơm mực rồi. Thôi bây giờ này, hiện nay là chị thực sự chị còn yêu không? Nói thẳng ra là thì, còn không? Nói thẳng còn ra hay là không? Hả, một nói, là có hay không? Không nhận sai cái. Nói thẳng ra là thương là để hủ hỷ tuổi già phải không? Mà nhưng bây giờ là ảnh tắt điện thoại nên là mấy bữa nay á không ăn uống gì ngủ được. Nhưng là bây giờ là không thương thì cũng thương mà nhưng là bây giờ ảnh làm như vậy là không thương, cứ làm ra là. Bây giờ này nè, em không nói dài dòng, chị nói chuyện dài dòng quá. Bây giờ chị còn yêu ông không? Một là có hay là không? Bây giờ thương thì cũng thương mà nhưng là bây giờ là không, nếu mà có năng nỉ chỗ nào cũng không dở lại. Hết yêu đúng không? Không, hết yêu à. Nhưng mà từ từ. Rồi bây giờ này. Từ từ, em hỏi cái này này, nhưng mà cái lần đầu chị lúc chị quen ông là ông đang còn vợ đúng không? Đầu tiên. Và chị cũng có thách thức với vợ ông là cướp chồng người ta đúng không? Đúng không? Lúc đó chưa có quen. Không, cái lúc mà chị vừa nói lúc nãy là thách thức cướp chồng người ta với tôi chưa lấy chồng mà. Không. Đúng không? Chưa có, là ngày đầu chưa có quen mà nhưng là ở gần phòng, phải không? Và chị em cũng vẫn nói chuyện qua lợi vậy đó. Biết rồi, nhưng mà bà nói biết rồi. Nhưng bà nói hoài tôi cướp luôn. Rồi bà mới chữ là biết nói rồi. Là quen, bà tôi không quen mà tượng là lúc đó là chồng bà thương mà qua mét bà. Biết rồi. Bà coi ổng cả chiều bữa nào ông qua phòng tôi. Chị trình bày nhiều mệt quá. Là sao là mình lên kế hoạch là mình chiếm đoạt chồng người ta luôn đúng không? Trả lời tôi không thương mà bà nói quá là từ đây lên tôi lấy luôn. Rồi thế là lấy luôn rồi. Rồi nhận cái kết luôn rồi. Rồi ăn luôn rồi. Bây giờ này. Thôi bây giờ này, cái số tài sản hiện nay là 6 mấy củ đúng không? Gần 60 triệu. Em nói thẳng với chị luôn. Người ta cũng bỏ công nè, người ta cũng chị cũng được ăn. Trong chỗ đó người ta cũng đưa tiền cho chị, người lương hàng tháng người ta vẫn đưa được. Không, 3,5 triệu mà nhưng lại ngày chi là 100 ngàn hết trơn luôn, là thiếu nữa. Thì có nghĩa là có ăn có chịu rồi. Hàng tháng thì bây giờ trước đây là mình có ăn có chịu. Những lúc mà hay vui vẻ nhất, lúc buồn vui nhất. Thì nói chung là hơn 3 năm qua thì cái công này em thấy là cũng xứng đáng đối với một phi công thôi. Em nói thẳng với chị như vậy. Thế vì vậy cho nên hôm nay đăng này thì chắc chủ yếu là cảnh báo thôi. Chứ bây giờ ông nói ông hết tiền rồi, bây giờ chị làm sao? Không, mới vàng vòng mới đeo mới đi đây mới đeo luôn hả? Đã mới đeo đi để nói là anh đi để anh đi mà mới đeo đây vàng vòng mới đưa cho đeo mà. Thôi bây giờ này. Vậy là bây giờ chị hãy lên tiếng chị nói chuyện thẳng thắn trên video, chị nhìn về đây. Ông ơi ông còn yêu tôi nữa không? Hiện nay tôi không yêu ông hãy trả lại tài sản cho tôi. Bây giờ tôi nói cho anh Hùng nghe nè. Tôi sống với ông là bằng cách thật lòng, đúng không? Bây giờ là anh đang nghĩ một lòng là anh đã làm sai rồi, anh đã lấy xe, lấy vàng rồi, một cọng dây chuyền đợt trước rồi, tôi đã tha thứ cho anh lên khóc lóc. Anh nói từ đây sắp lên, anh có chết là cũng chết bên em. Bây giờ là tôi sống với anh quá thật lòng, bây giờ là con tôi là nó không cho, nên là tôi cũng cương quyết sống với anh, thì bây giờ con cái bên nào cũng đều biết hết. Mà nhưng ngày thứ ba, anh bảo anh đi làm bảo vệ, rồi là anh đi luôn.
Sau khi là tôi đã điện anh tháo sim ra hết, anh tạo hình khác Zalo lợi, nó dẫn nổi cái mặt anh lên lợi. Thì thôi bây giờ nếu anh có quen với ai thì mau anh đem số vàng xe cộ anh về trả lợi cho tôi. Hồi đó giờ là tôi sống với ông là nó thẳng ra là tiền bạc là nó thẳng ra là anh, tôi lo cho anh rất nhiều rồi. Đó, bây giờ anh phải đem vàng dòng xe cộ điện thoại về trả lợi cho tôi. Đó. Rồi, ok chị. Hôm nay chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin đi tìm phi công. Mà phi công này hiện nay là đi lái bà già. Dạ, lái bà già 70 đúng không? 70 mấy tuổi. 70 mấy tuổi, gọi 70 đi. Nha. Thì hiện nay chị chia sẻ này hoàn toàn có thông tin đúng sự thật không? Đúng, nếu tôi nói sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi, hôm nay anh em sẽ đăng tải tất cả các nội dung cái thông tin của chị lên tất cả trang mạng xã hội để cảnh báo các chị em phụ nữ khác, chị có đồng ý không? Đúng, ok. Rồi, cảm ơn cái cuộc chia sẻ của chị, chúc chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và thành công. Bây giờ tôi nhờ hiệp sĩ là gán là tìm giúp lôi ổng, bây giờ là hiện bây giờ là mới có là thứ ba, ổng đi thứ ba là bữa nay là người ta là bảo ổng á là bây giờ là ở bên gì giữ giường gì bên đây nè, mà đúng nhưng rồi. Là chị biết địa chỉ không? Biết địa chỉ không? Nhưng là không biết tôi có nhờ người cho, mà nhưng là ở đó thì người ta bà kia bảo là bây giờ là còn để bộ đồ bảo vệ tại đó với cặp đồ, mà nhưng là nói xin người ta là để cho đi về quê làm giấy rồi trở lại là tới bữa nay là chưa thấy. Rồi được rồi, anh em sẽ cập nhật thông tin và anh em sẽ giúp chị nhé. Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của chị nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị các bạn, đây tiếp tục mấy câu chuyện chị gái này. Hôm qua thì gặp chị gái hôm qua thì đau lòng hơn. Chị gái hôm qua là bị ba phi công, mỗi một phi công là ăn một khúc. Bơm có một điếu một ăn một khúc đó, vào nhà vào phòng đóng cửa tâm sự bơm một khúc đó, năm mấy củ một nháy một. Còn riêng chị này thì hiện nay là cái câu chuyện là phi công này 60 triệu ăn 60 triệu mà phi công này lái phải nói lái đẳng cấp đấy. Đó, vì vậy đây là một cái câu chuyện, một bài học dành cho các chị. Các anh em chia sẻ rất nhiều là hy vọng là các cô chú anh chị mà đặc biệt là các em phụ nữ, mình đang độc thân, mình có tài sản mình giữ đi, mình yêu ai yêu bằng tình cảm thôi, mình không yêu bằng tiền đúng không ạ, không yêu bằng kinh tế, yêu bằng tình cảm, bằng tình cảm rồi là chuyển đến kinh tế, này là thực sự là đến câu chuyện là phức tạp. Cuối video cho phép công trần trên thay mặt các anh em ở Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.